Ngày 26 tháng 10, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, phương án ý tưởng kiến trúc khu vực đồi dinh tỉnh trưởng thuộc đồ án quy hoạch chi tiết khu trung tâm Hòa Bình được đa số ý kiến đồng thuận lựa chọn cũng như đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, tỉnh ủy Lâm Đồng lựa chọn là phương án Hotel Du Printem của kiến trúc sư Thierry van der Wienerget, tư vấn EAI. Được biết, trước đó tháng 8 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đã đưa ra 3 phương án quy hoạch không gian đồ dinh, nơi có dinh tỉnh trưởng lấy ý kiến đóng góp, trong đó phương án nay được chọn là phương án được đánh số thứ tự là 1. Phương án này có ý tưởng làm lộ rõ hơn nữa vị trí đồi dinh và hướng đến một ngọn đồi mới thông qua việc đăng cài một dự án khách sạn Le Hotel du Printemps International phía dưới công trình dinh tỉnh trưởng cũ với vườn thực vật, không gian hội nghị, trung tâm sự kiện, thương mại, nhà hàng, lưu trú. Bảo tàng lịch sử Đà Lạt trong kiến trúc dinh tỉnh trưởng cũ được bảo tồn nguyên vẹn nhưng được nâng cao 28 mét so với vị trí hiện tại ngay thời điểm công bố các phương án, dư luận xã hội, những người làm chuyên môn quy hoạch kiến trúc trong và ngoài nước đã lên tiếng phản đối với cả ba phương án đưa ra, vì phương án nào cũng hướng đến việc xây dựng một công trình khách sạn đồ sộ, tổ hợp dịch vụ cao tầng và xâm hại tính toàn vẹn không gian đồ dinh.